À, xin chào tất cả mọi người. Đây là cái cây mai vàng, cụm rừng à, liền một khối với nhau. Đó, nuôi này cũng rất là lâu rồi, 9-10 tháng vậy nè. Cây sống mạnh, sống khỏe rồi. Chúng ta tiến hành cắt ghép. Ghép thì bông đẹp, còn không ghép thì bông nó không có đẹp. Nói chung đa phần mai nó bông không đẹp mới ghép á, còn nếu mà bông nó đẹp rồi anh ta để lên trên luôn, khỏi cần cắt ghép. Ghép là lựa mấy cái bông đẹp ghép vô. Chúng ta cắt lại á, lại cắt thấp xuống. Nếu mà có thấp được thấp, còn không thấp được thì nó ghép cho mấy cái chột trên đây á. Cắt thấp xuống được thì ghép vô, đóng vô cái đầu cũng được. Mấy cái này ghép hết à. Đây, chúng ta cắt xuống à. Cắt xuống là ta đóng vô mấy cái đầu này, sau này nó sẽ đẹp hơn. Cái này đáng lẽ này làm chủ mà nó bị tuột xuống à. Cái vết chạy nó tuột xuống nè. Này là cái khuyết điểm của mai vàng á. Nó không có kéo bo liền như tứ quý. Nó bị tuột đầu á. Tuột xuống khoảng hơn một tấc. Đây, cắt lại. Thì có kinh nghiệm à, mai vàng hiện ta cứng hai cơi ba cơi lo ghép á, để lâu quá, cái này trồng gần cả năm rồi. Tại trồng hoài nó không chịu lên tược. Đứng đó tôi bứng trong cái bầu á, không có rễ. Trồng gần cả năm. Cắt thấp xuống. Trái cái rễ luôn. Bên đây cũng vậy. Đó, cắt sâu vô. Đó, nguyên cái cùi này của nó nè. Cái này cắt vô, ta mổ ra ta đóng đầu. Rồi, ghép xong hả, dùng đóng cái đầu 2-3 bo nè cho nó nhanh kéo. Đó, nói chung ghép thì nó rất là dễ. Đó, tách ra anh ta giót nhỏ anh ta nhét vô thôi, nhưng mà để ghép hiệu quả thì cả một quá trình đó. Trồng phôi cho nó mạnh rồi ghép. Nè, 3 tháng 11 này ghép bình lợi cụm rừng mai vàng. Cái này trồng rất là lâu á, cái này đó trồng cái rễ nó thối gần hết rồi, trồng khoảng gần 1 năm. Cái này nó trồng rất lâu, trồng khoảng 3 tháng 4 tháng nó mới lên, nó mới ra tược á. Nó nằm im luôn, 3 4 tháng nó mới nhảy tược. Đó, này thì trồng ở dưới gặp một bộ bằng nè. Đất Nhật á. Ở trên lớp mặt thì phủ một lớp sơ dừa, còn dưới đất Nhật á rễ nó ra cứng nó trần. Những cái cây mà nói chung là chúng ta phá bầu ra mà thấy thúi rễ hay bị nhiều á, chúng ta xử lý cho kỹ á. Như nè, cây này đó là không có rễ cám luôn nè, như củ khoai mì vậy. Còn những cây này mạnh thì trồng sao cũng được đó, sơ dừa với trấu hung. Nói chung là trồng cái này thì là thời gian 1 năm 2 năm là nó sẽ bị sụp phân. Ngắn hạn thì trồng cái này, mỗi năm ta phải mỗi thay chất trồng. Thì ghép bình lợi nè, chổi lông gà nè, bạch mai tân tân nè, giống giảo của anh Thiết á, siêu bông của anh Thiết nè, nhị ngọc toàn nè, siêu bông Sài Gòn á, ghép 5-6 giống luôn nè. Giờ chúng ta bắt đầu chúng ta trồng phôi đi, trồng cho nó ngon lành này, ghép lên nè. Đây, thì thằng
cụm rừng mai vàng ghép à. Giờ anh em bắt tay vô làm nhé, mình làm được thì chắc chắn anh em làm được, nhiều khi làm tốt hơn nữa. Đó. Cỡ nào làm cũng được trơn á, may nhỏ may bự bắt tay vô làm là được thôi, chúng ta hiểu á, không có sợ nữa. Trộn chất trồng là nó ngon lành, rõ nước đâu, phân thuốc tính sau, phân thuốc thì không có nhiều á, không có xài phân thuốc nhiều đâu. Đó. Cứ có N3M á, cứ 20g pha 20 lít đó. Đây, cỡ nào làm cũng được trơn. Mai tứ quý, mai vàng, mai rừng, mai cát. Đó, nên bắt tay vô làm đi ha. À, có cái chơi. Cây mai rừng. Dạ, chúc anh em ngày mới tốt lành. Trồng vui chơi giải trí. Ghép là nhìn thấy đã lắm. Nói chung là ta trồng cái phôi mở lên tược nhìn cũng đá nữa, có sức sống. Ghép cây mấy cái này ghép lên nè, lá nó phè phè không nhìn đã lắm. Này cây giáo Tân Châu nè, cắt bên đây ghép ra nè, lá bực chán nè, đá lắm. Nên bắt tay vô làm á, vài tháng sau là có cái chơi rồi.